Ok, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Tùy Biến Game của mình. Thì hôm nay mình sẽ chiến tiếp tục cái bảng game ARK Mobile. Thì hôm trước là mình đã cày Aben lên 35 Aben. Thì hôm nay mình sẽ đi cày level. Mình sẽ dùng 35 Aben mình mua X3. Trong shop ARK nó có bán một cái gói X3 kinh nghiệm. Thì mình vừa mới tự sát, bây giờ mình sẽ hồi sinh xuống cái khu vực này. Thì mình sẽ bắt đầu đi cày level bằng cách đó là đi nhặt các hòm ghi chú. Các hòm ghi chú là những cái hòm note. Cái này thì nó có liên quan đến cốt truyện của game ARK. Thì cái con game sinh tồn này nó có cái cốt truyện, nhưng mà do là nó không có tiếng Việt, vậy cho nên là chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều làm cái gì cả, chúng ta cần chơi thôi. Thì khi mà nhặt được cái hòm note, mọi người nhìn thấy cái hòm thì chỉ cần lại gần, đứng lên trên cái hòm là nó sẽ nhặt được kinh nghiệm rất là nhiều. Thì mỗi cái hòm nó sẽ cho bạn 100 kinh nghiệm, kèm theo đó là một thời gian ngắn x2 kinh nghiệm. Đây là cái cách mà lên level nhanh nhất ở thời điểm đầu game. Thì mình đố các bạn biết là cái hòm đầu tiên là hòm của note con gì á. Bởi vì là mỗi cái hòm note nó sẽ có ghi chép vào một cái con thú hoặc là vào một cái sự kiện nào đó ở trong cốt truyện ARK. Thì một số cái note nó có tiếng Trung Quốc, nên là có khi là con game này nó nhà phát triển là từ bên Trung Quốc. Mình đang nghi như vậy, không biết là cái con game này do nhà phát triển là bên nước nào người ta làm con game này ra. Mình thấy là game này khá là hay. Thì đầu tiên là mình hồi sinh xuống cái khu vực này. Khu vực này là một cái khu vực ăn thịt nha. Khu này là khu nguy hiểm, nhưng mà nó không đến mức đó là quá là bóp nghẹt người chơi. Thì mình nghĩ là nếu như mà không dùng X3 thì mọi người nhặt hết các note trong cái video này thì sẽ lên tầm level 38. Nhưng mà khi mà dùng X3 thì mình nghĩ là nó sẽ lên tầm hơn level 60. Mình nghĩ là như vậy. Thì đây là cái chế độ Harder hay là cái chế độ Ha. Chế độ hát, đúng rồi. Chế độ này thì nó sẽ giảm 50% kinh nghiệm. 50% kinh nghiệm người chơi nhận được nha. Thì bây giờ mình sẽ leo lên cái đỉnh đá này. Chỗ này nó bị lỗi. Chỗ này nó đang bị lỗi mát, nhưng mà không sao, cái này nó bình thường mà. Chúng ta có thể đó là chuyển sang cái góc nhìn. Cái góc nhìn thứ nhất nha. Thì mọi người có thể nhìn xuyên qua đá. Thì đây là một cái lỗi mát. Thì mình sẽ đi sang bên phải, mình lấy cái note đầu tiên. Đa số là mấy anh em sẽ rất là ấn tượng với cái note này. Note này rất là huyền thoại luôn. Uầy, chỗ này mình thấy hai con raptor ở bên dưới. Mình nhắc đến raptor chắc là anh em cũng sẽ biết đây là cái vấn đề gì rồi. Thì đi mà nhặt note như thế này là rất dễ bị con raptor nó vồ. Ok, chỗ này thì mình sẽ nhảy xuống. Nó sẽ mất một tí máu nhưng mà không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình sẽ xem quảng cáo. Mọi người lưu ý là từ cái level 10 trở lên thì mọi người có thể đó là xem quảng cáo nha. Quảng cáo khi sau khi mà xem xong thì nó sẽ cho mọi người đó là một thời gian x2 kinh nghiệm. Cũng khá là lâu. Một cái quảng cáo như thế này thì nó sẽ rơi khoảng hơn 30 giây. Nó sẽ ở tầm đấy. Và trong cái video này mình sẽ nói lại những cái video trước. Thì đây là cái series bá chủ thế giới. Tập 1 thì mình đã đi hai hang lava và mình đã hang lava và hang hunter, đúng rồi. Mình đã đi hai hang và mình có artifact. Và cái tập 2 thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cái cách mà cày Aben. Bây giờ mình sẽ bỏ 35 Aben và mình đang có x3 kinh nghiệm. Ok, đây là note của con raptor, một con gọi là súc sinh vật trong game ARK. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống nha, mọi người đừng có nhảy xuống. Nhảy xuống là sẽ mất máu và bị raptor nó vồ chết đấy. Bây giờ thì chúng ta đi xuống bằng cái đường này. Thì mình nghĩ là cái đi nhặt note này cũng không có gì để mà mình nói chuyện, nên là mọi người cứ xem bình thường thôi. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ ngồi trò chuyện với anh em. Mình nghĩ là một số anh em mình đã làm đầy đủ trong cái tập 2 là đi cày Aben, nhưng mà một số anh em vẫn không hiểu, mình sẽ nói lại. Thứ nhất là mọi người mình đang dùng iPhone, nên là những cái máy chạy hệ điều hành Android nhá. Chạy Android là mình không dùng nên là mình sẽ không biết, bởi vì là mình đang dùng iPhone. Thì mình nghĩ là mọi người nên phải có cái mạng khỏe. Thì mình khuyên mọi người nên dùng mạng Wi-Fi nhá. Mạng nó khỏe khỏe, sau đó là mọi người vào xem quảng cáo. Xem một quảng cáo sau đó là sẽ thoát ra ngoài. Chỉnh cái thời gian qua đi đúng 15 phút thôi nha. Qua nhiều là nó sẽ càng mất nhiều thời gian để mà hồi lại. Chúng ta chỉnh qua 15 thôi. Sau đó là chúng ta quay lại game và chúng ta có thể xem tiếp. Hoặc là nếu may mắn thì nó sẽ bỏ qua quảng cáo nha. May mắn là nó sẽ bỏ qua quảng cáo và mọi người sẽ nhận thẳng Aben luôn.
Một số anh em không hiện cái xem quảng cáo là do mạng lag. Và mọi người nhớ nha, mọi người dùng iPhone nhớ là phải đăng xuất cái tài khoản game, cái tài khoản game của iCloud, đúng rồi. Mọi người nhớ là sẽ phải đăng xuất ra. Hiện tại là cái khu nhà mình là gần nhà thờ nên là đang có cái tiếng chuông. Thì bây giờ thì nó cũng đã gọi là trong trong cái lúc mà mọi người sẽ hoạt động trở lại. Bây giờ thì nó không phải là cách ly xã hội nữa. Bây giờ thì mọi người đang có những công việc trở lại, cũng đã một thời gian rồi. Hôm nay là thứ bảy nên là đang có chuông nhà thờ. Ok, chúng ta sẽ mình sẽ nói tiếp một số vấn đề trong game nha. Một số bạn là bị lỗi, không phải lỗi mà do mạng lag nên là sẽ không có xem được quảng cáo. Một số bạn nha, một số bạn lưu ý đó là máy bị lỗi, không có cho phép người ta chỉnh thời gian, đúng rồi. Nó sẽ không cho phép người dùng bật tắt cái cài đặt giờ tự động. Thì nếu như mà không may gặp cái vấn đề này, mọi người nên khôi phục cài đặt gốc. Vào cài đặt chung và tìm một cái mục đó là khôi phục cài đặt gốc. Sau khi mà làm các bước xong thì nó sẽ reset máy. Thì nó sẽ sửa lại cái lỗi không cho phép người dùng chỉnh giờ nha. Mình nói ở trong video trước rồi nhưng mà vẫn có bạn hỏi. Ok, đây là lần cuối cùng mình nhắn nhủ nha. Những cái video sau mình nói rồi nhưng mà vẫn hỏi là mình sẽ không trả lời. Mà nếu như là các bạn đang hỏi mình theo cái kiểu cách đó là chôn với lại sửa farm thì mình sẽ cho bay màu ra luôn. Cho bay màu ra khỏi kênh luôn, không có nói nhiều. Mình làm video mình đã nói hết rồi nhưng mà vẫn hỏi rất là vớ vẩn. Thì trong mỗi lần mình tìm thấy note mình sẽ đi ra nhặt cái mình sẽ mở cái bản đồ ra. Mọi người hãy gọi là, nếu như mà nhanh quá mọi người có thể tua chậm cái video lại. Mình sẽ mở cái bản đồ ra khi mà nhìn thấy một cái note cho mọi người biết được cái vị trí. Cái video như thế này mình từng làm một lần rồi nhưng mà do nó bị dính nhạc bản quyền nên là mình đã xóa bỏ. Thì kênh của mình cũng đang trong cái quá trình đó là hồi phục lại một số video cần thiết. Đa số là những cái video đầu game nên là hiện nay là kênh khá là ít view. Nhưng mà bỏ qua vấn đề đó, là mọi người thấy là mình làm YouTube là do gọi là không quan tâm đến view lắm. Đa số là làm mấy video để mà giúp những cái người mới chơi người ta vào game này thì nó khá là khó chơi đấy. Làm video đầu game mặc dù là view ít mình sẽ vẫn sẽ làm. Thì mình nghĩ đây là cái video cuối rồi. Đầu tiên là cái level cũng như là hôm nay nhặt note thì chắc là cũng không còn cái gì để mà làm video hướng dẫn nữa. Bây giờ thì từ cái video sau, từ video sau là mình sẽ đi sinh tồn. Thì như mình đã nói là trong cái series này mình sẽ chơi theo cái kiểu đó là bá chủ thế giới. Mình có một cái ý tưởng đó là đầu tiên mình sẽ xây nhà bên trong cái map ARK. Nó có rất là nhiều cái khu vực nó đều được phân chia ra rất là rõ ràng. Ví dụ như là khu đồng bằng hay là khu sông nước, khu đầm lầy này, khu núi lửa này, khu rừng đỏ, khu núi tuyết, hay là khu núi Obsidian, hay là khu núi Griffin, hay là khu đảo ăn thịt, đảo ăn cỏ. Thì cái map này nó được chia ra rất là nhiều. Mình sẽ chơi theo một cái ý tưởng của mình là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ qua khu đầm lầy nha. Mình sẽ xây nhà cũng như là khu vực đầm lầy thì có cái con nào mình sẽ tem me. Ví dụ như là khu đầm lầy có con mặt ngu với lại con cóc, mình sẽ tem me hai con đấy. Mỗi khu vực đều sẽ có một loài sống riêng. Thì mọi người lưu ý là game ARK nó làm rất là logic. Mỗi loài nó sẽ có một cái khu vực sống riêng. Thì mình sẽ đến từng khu vực mình sẽ tem me hết những cái con có sống ở khu vực đó. Tem me hết nha. Mình sẽ bá chủ từng khu một. Đây là cái ý tưởng của mình. Và đương nhiên khi mà mình làm đến cái khu cái khu núi Hắc Thạch, cái khu núi Obsidian hay là khu núi Gunri, đương nhiên là chỗ đó nó có spam ra Gigan, đúng rồi, nó sẽ farm ra Gigan thì đương nhiên là mình sẽ tem luôn Gigan. Mình nói thật nha, nếu như mà gặp Gigan là mình sẽ tem. Thì cái series này mình không đặt nặng cái vấn đề đó là level thú cao, level thú thấp thì mình cũng sẽ tem. Trừ khi là level nó quá thấp như là level 1 hay là level 10 thì mình sẽ chắc là phải bỏ qua thôi. Tem mấy con đấy vờ chắc là có khi là mình đỡ nhà làm cảnh vẫn bị chết chứ chả đùa. Thì đó là cái ý tưởng của mình đã trình bày với mọi người. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp về một cái vấn đề nữa. Đó là trên Facebook, hiện tại là cái nick Facebook của mình không có tham gia bất kỳ một cái nhóm ARK Mobile nào. Mình không có phạm luật gun nhưng mà mới bị một cái nhóm ARK tầm 5.000 người, đúng rồi. Một nhóm ARK Mobile Việt Nam tầm 5.000 người. Thì chắc có lẽ là họ không muốn mình chơi chung nữa nên là họ đã gọi là ra tay. Thì thôi, mình cũng quyết định đó là mình sẽ chơi một mình. Nếu như mà
sân chơi của người ta không muốn mình chơi nữa thì mình sẽ ra chơi riêng, mình sẽ chơi một mình, không vấn đề gì hết. Mình ở trong cái nhóm đấy thì cũng khoảng một tháng rồi, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ đi học hỏi, cũng như là có cái mưu mẹo nào mới hơn thì mình sẽ lấy về mình làm video, nhưng mà đã bị kích rồi. Mình không có làm cái gì phạm luật gun, mình vào mình có đọc luật. Thì mình nghĩ là mình có một cái mình có một cái ý định như này. Thì lần trước mình có tạo một cái nhóm ARK Mobile Việt Nam, đúng rồi. Cái nhóm đấy mình đặt tên là Học viện ARK Mobile Việt Nam. Mình đã để link của cái nhóm đấy trên Facebook trong phần mô tả của toàn bộ các video. Toàn bộ các video đều có cái link nha. Mọi người có thể, đó là nếu như mà mọi người quan tâm thì hãy vào trong nhóm. Nhóm này thì mình mới tạo thì mới có khoảng 72 thành viên. Mọi người cho dù là newbie hay là pro vẫn có thể vào, miễn sao là mọi người đều chơi ARK hay là có cái gọi là liên quan đến game. Mọi người có thể không chơi nhưng mà mọi người hay gọi là hay theo dõi game thì mọi người vẫn có thể vào. Mọi người chỉ cần kích vào cái link trong phần mô tả mình để ngay đầu tiên luôn. Nó có ghi đó là nhóm ARK trên Facebook. Mọi người có thể vào để gọi là giao lưu với mình ở trên Facebook. Bởi vì là những cái nhóm ARK khác thì họ không có cho mình chơi chung, họ đã kích mình rồi. Nên là bây giờ mình chơi một mình nha. Cái nhóm đấy do mình tạo nên là không có vấn đề gì hết. Luật của nhóm thì chỉ cần đó là mọi người không spam hay là mấy cái linh tinh vớ vẩn, hay là chửi nhau hay là gì đó. Ok, luật của nhóm thì đều là những cái luật rất là bình thường thôi, không có gì gọi là quá là yêu cầu cả. Thì hy vọng là mọi người có nhà hứng thì sẽ vào nha. Mình để link trong phần mô tả của toàn bộ các video. Thì mình quên nữa, trong nhóm cũng có một bạn là làm ARK Mobile. Mình không có nhớ tên, nhưng mà bạn đấy là AD của kênh YouTube Fay Game, đúng rồi. Cũng làm ARK, thì bạn đấy hiện tại là mình mời làm, đúng rồi, làm người kiểm duyệt. Thì toàn là những anh em chơi ARK thôi, mọi người cứ vào nhóm bình thường. Nếu như mà có cái gì thắc mắc thì cứ vào gun, vào cái nhóm đấy, đăng bài hỏi là chắc chắn sẽ có người trả lời. Ok, đó là cái mà mình muốn nói và mình đã nói xong. Thì bây giờ đây, chỗ này có một cái note. Và đương nhiên là trong cái video, trong cái series bá chủ thế giới này, đương nhiên là có cái khu vực biển, đúng rồi. Nếu như mà mình bá chủ hết ở trên cạn, mình sẽ xuống dưới nước, mình sẽ teme mosa, đúng rồi. Đã gọi là bá chủ thế giới thì phải làm chủ từng khu vực một. Những cái con mạnh nhất là sẽ bị mình thuần hóa và làm phe mình. Đó là cái gọi là cái kiểu cách chơi của mình. Còn một cái điều nữa đó là cái series sống chậm mình vẫn sẽ làm, nhưng mà không thể nào mà ra video nhiều như là cái video này, cái series này. Bởi vì là đọc cái tên sống chậm thì mọi người cũng biết là cái series đấy nó sẽ rất là chậm. Ngay cả cái việc tốc độ ra video nó cũng sẽ chậm theo. Đây đúng là cái lý luận vớ vẩn, nhưng mà thôi. Mình nghĩ là mình sẽ chăm làm cái series này hơn. Cay quá nhở. Vừa nãy là mình bị cái con rác to giết, nhưng mà thật ra chỗ đó là còn một cái note. Nhưng mà mình nghĩ là chỗ đây nó quá là lắm rác to nên là mình sẽ không có quay lại nữa. Một cái note thì mình nghĩ là nó cũng chả thấm thía bao nhiêu, nhưng mà thôi. Trên map có rất là nhiều note, nhưng mà mình sẽ chỉ nhặt những cái note dễ lấy nhất trên nó gần bờ biển thì mình lấy. Có rất nhiều nha, nhưng mà mình không thể nào mà lấy hết được. Mọi người cứ nghĩ đơn giản là nhân vật mới tạo và không có một cái vũ khí hay là một cái món đồ nào mà chạy đi nhặt note. Thì mình nghĩ là mình đang ở level 37 rồi. Level 38 thì mình có thể là chớ cái yên của con thằn lằn bay Petalodon. Đây là cái mức level 38, thường là cái mức level rất là cần thiết. Bởi vì là giúp người chơi có thể bay. Một số anh em có thể dùng bàn AB nha. Dùng AB vào trong shop mua mấy cái bàn. Thì trong video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Bây giờ thì mình đang đi nhặt note. Mình nghĩ là mình nhặt xong cái đống này là nó sẽ lên tầm level 60 mấy. Ok. Còn về cái vấn đề mình nói ngay ở đầu video, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ nói lại. Nếu không may mà bị cái lỗi không thể cho phép, đó là bật tắt cái tự động đặt thời gian trên iPhone, hãy vào cài đặt chung và tìm cái phần đó là khôi phục cài đặt của máy, khôi phục cài đặt gốc. Thì đấy là một cái mục để mà giúp người dùng reset lại máy. Thì sau khi mà làm xong thì nó sẽ sửa lỗi nha. Mình nói lại đó, mình đang cay cay vụ này
Mình nói trong video rồi nhưng mà vẫn hỏi. Được rồi, chấm dứt tại đây. Mình không liên thuyên nữa, mất công là mấy bạn khác là sẽ thấy phiền đó. Bởi vì chỉ có một bạn hỏi nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ok, mình đang nhặt đến chỗ này rồi. Ai già, cái kia người ta gọi là Alpha Chike nha mọi người. Cái kia là Alpha Chike, khá là mạnh đấy. Thì chỗ này có một con Spino, mình nghĩ là mình sẽ từ từ nha. Kiểu gì con Spino nó cũng sẽ đánh với con Alpha Chike. Thì mình sẽ xuống sau, đó, nó đánh này. Ok, bây giờ là cái lúc mà mình gọi là mình chạy nha. Ôi vai, Piranha. Mọi người lưu ý là dưới nước có mấy con Piranha là cá ăn thịt nha. Nếu như mà xuống nước thì phải nhanh tay nhanh chân, bơi lâu là sẽ ngủ. Bây giờ mình đố mọi người biết là cái note tiếp theo mà mình nhặt là cái note nào. Mình đố mọi người biết note tiếp theo là note của con nào. Anh em nào biết thì comment phát xem nào. Mọi người đoán xem note nào đây. Đấy nha, chỗ này có một cái note của con cá sấu. Đơn giản thôi. Đây là note của con cá sấu và mình đã hết cái thời gian x2 từ quảng cáo. Mình sẽ xem tiếp nha. Cái này thì mọi người phải bật mạng. Thì nếu như mà mạng lag thì nó sẽ không có hiện cái quảng cáo x2 ra. Tại sao mình hay nói là mạng lag? Bởi vì là mạng của Việt Nam thật sự rất là lag. Bởi vì là các nhà mạng thì khi mà cáp biển, đúng rồi, cáp biển nó qua cái đại dương thì nó hay bị mấy con cá mập nó cắn. Thành ra là mạng thì sẽ không có mất nhưng mà nó sẽ bị lag, cũng như là rất là khó chịu. Chỗ này là một trong những cái chỗ mà mình nghĩ là mọi người nên sống ở đầu game. Chỗ này có Metal và Crystal, nhưng mà không may là chỗ này cũng có thú ăn thịt. Chỗ này có Raptor này, Cano và Terry, đúng rồi. Terry nó là thú ăn cỏ nhưng mà nó là loài ăn tạp. Nó sẽ thấy bạn là nó sẽ thịt ngay nha. Và đương nhiên là nếu không may thì sẽ có cả Spino. À quên nữa, mấy con cá sấu, đúng rồi. Đâu ấy nhở? Thì mình nghĩ là mình sẽ bình luận thêm một tí nữa. Bởi vì là video này mình sẽ chỉ đó là đi nhặt note. Mọi người xem video này thì cũng chủ yếu đó là xem cái vị trí nhặt note. Mình nghĩ là để xem nào. Còn cái gì để mà nói nữa thì mình sẽ nhắn nhủ nốt. À quên, mình nhớ ra rồi. Có một bạn chia sẻ một cái ý kiến như này. Đó là nếu như mà không muốn bị âm thời gian trong khi mà dùng cái mẹo bung quảng cáo lấy Aben thì cứ bung như bình thường, nhưng mà đến một lúc nào đó mà mọi người muốn không bị âm thời gian thì mọi người cứ vào xem quảng cáo như bình thường, sau đó là sẽ thoát ra. Xem quảng cáo nhưng mà không có xem hết nha. Bấm vào xem xong đó là đang xem dở, không có đợi nó xem hết đâu. Đang xem dở thì mọi người thoát vào cài đặt, đó là bấm đặt giờ tự động. Thì mọi người sẽ khôi phục giờ và giờ thật nha. Sau đó là sẽ quay trở lại game. Cái này thì mình cũng chưa có thử nhưng mà mình sẽ nhắc mọi người nên thử xem nào, cái mẹo này có dùng được hay không. Nếu như mà làm như vậy thì cái thời gian chờ nó sẽ biến mất. Mọi người có, nếu như mà cái này dùng thành công thì mình nghĩ là một ngày có thể bung được rất là nhiều Aben. Mình sẽ nói lại bởi vì là mình sợ, mình thấy là nó cũng hơi dối. Mọi người hãy bung tầm 100 Aben đi, sau đó là bung tiếp. Thì khi mà xem quảng cáo nha, sẽ không cần phải xem hết quảng cáo. Không cần xem hết quảng cáo, sau đó là sẽ thoát ra. Thoát ra vào cài đặt, khôi phục cái đồng hồ, nó sẽ vừa với cái thời gian thật. Sau đó sẽ vào lại game và theo như là comment của bạn này góp ý thì nó sẽ biến mất cái thời gian chờ. Aben thì nó vẫn còn nguyên. Cái này thì tí nữa mình sẽ test thử nha. Mọi người có thể vào cái tập 2 để mà tìm cái comment của bạn ấy. Bạn ấy thì comment ngay vào cái phần mình đã ghim, rất là tốt. Mình nghĩ là mọi người nên vào cái phần mình đã ghim ở trong video thứ 2. Trong đó có cái comment của bạn ấy. Mình không có nhớ tên là mình gọi là bạn ấy nha. Nếu như mà cái mẹo này dùng được thì mình nghĩ là một ngày có thể bung được cả 1000 Aben ấy. Không đùa đâu. Ok. Không biết là chôn hay là thật nhưng mà cảm ơn bạn trước nha. Mình cũng khá là bận, bây giờ đang làm video thì mình nghĩ ra. Và đương nhiên là mình có đọc các cái comment rồi.
khi mà mọi người đi nhặt nô te như thế này mà không may bị raptor nó giết thì mọi người sẽ bỏ qua nha. Cái nô te này thì chủ yếu đó là nhặt đầu game thôi, chứ lên tầm level 38 cưỡi petalodon là ok rồi. Chúng ta có thể đó là cưỡi petalodon rồi đi nhặt tiếp, không sao cả. Ok, mình sẽ dừng bình luận tại đây. Mọi người nhớ là tặng mình một like, một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều. Và nhớ là vào nhóm trên Facebook đấy, bởi vì là mình ra chơi riêng rồi. Mình bị kích, mình chẳng vi phạm nhưng mà bị mấy thằng adder nó kích. Có lẽ là họ không muốn mình chơi chung thì thôi, mình ra mình tạo sân chơi riêng rồi mình chơi một mình. Và đương nhiên là mình sẽ mời các bạn vào. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.